Vâng anh chị ơi, thì hiện tại đang có tại cơ sở em đây. Hôm nay bên cơ sở em có xin giới thiệu đến tất cả anh chị một mẫu sản phẩm đồ ngồi cây cao 2m7, hàng siêu VIP các anh chị ạ. Thì đây, mẫu này đang là mẫu gọi là đại của nhà em đây. Các anh chị thấy này, so với mẫu 2m7 này đây và một mẫu 2m3 này, các anh chị thấy này trên màn ảnh. Đây là một mẫu sản phẩm 2m3 và mẫu này là 2m7. Thì nó quá là chênh lệch nhau luôn. Và em là Long và em đang có chiều cao là 1m7 anh chị ạ. Anh chị thấy này, sản phẩm này là cao 2m7 nên nhìn cực kỳ là to và hoành tráng. Thì anh chị nào đang có quan tâm về mẫu sản phẩm này và muốn dành riêng em sản phẩm đồng hồ cây này về tại phòng khách nhà mình thì hãy dành ra ít chút phút thời gian để em có thể nói qua cũng như là báo giá cho bộ sản phẩm này anh chị ạ. Thì đầu tiên đây, em xin giới thiệu luôn đến tất cả anh chị đây về phần thông số của bộ sản phẩm này. Thì anh chị đang theo dõi đây là cây đồng hồ cao 2m7 này đây, đang có chiều cao đúng như em đang nói là 2m7 anh chị ạ. Và phần thông số độ rộng này thì hiện tại bên em đang làm với kích thước sổ đỏ là 1m14. Đây các anh chị thấy ở bệ này, bệ của con 2m7 này khác hẳn với là con 2m3 này anh chị ạ. Anh chị nhìn rõ này, hoàn toàn là khác luôn, to đó. Và độ sâu thì độ sâu này hiện tại bên em đây đang làm chiều sâu là sâu 45 đó. Và hàng cực kỳ là bao tuyển trọn đẹp cho các bác này, các bác phải xem kỹ này đó, hàng cực kỳ đẹp luôn. Và thiết kế này nhìn các bác thấy cực kỳ hầm hố từ phần trên phần trương kìa. Các bác thấy này, phần trương bên em cũng làm là cũng thiết kế phần 2m3 nhưng là đã gọi là phóng đại lên cây anten này. Các bác thấy bốn cây anten này cực kỳ đẹp và to lung linh luôn đó. Và thiết kế này, phần trương cũng là đang thiết kế hình tam giác kiểu hoàng gia Louis. Các bác thấy này, nhìn kỹ nhìn rất là đẹp luôn đó. Cột này hoàn toàn là cột liền, các anh chị thấy đấy, hàng toàn là cột liền và cực kỳ là dày luôn đó. Hàng này thì cột này bên em hoàn toàn đang làm là cột dày 10 phân anh chị nhá, và hoàn toàn là liền, không chấp ghép tí nào cả đó, hoàn toàn là liền hết cho các anh chị. Các anh chị thấy đừng xem đường vân này, vân veo cực kỳ là tuyển và đẹp luôn. Và máy này thì hiện tại bên em đang làm là máy Sunly Hàn Quốc. Đấy các anh chị thấy này, máy là máy Sunly Hàn Quốc và đang làm là số xứ này, la mã này đấy. Và phía trên này bên em đã có thể điểm thêm các gọi là dây cũng như là số và các mặt số này để anh chị nào mà không biết xem số la mã cũng như là tăng độ tinh tế của bộ sản phẩm hơn thì bên em đã làm vừa là số xứ này cũng là vừa là số học này. Các anh chị thấy này, nhìn rất là sang trọng luôn. Để vào không gian phòng khách này thì bộ sản phẩm này cũng cực kỳ to, rất phù hợp cho các không gian phòng khách rộng rãi, thoáng mát cũng là đẹp đó. Và phần máy này em xin mở phần máy cho anh chị xem. Đây là máy của Sunny Hàn Quốc này. Đây phần trong máy này, đấy các anh chị thấy này, phần trong máy này cực kỳ là đẹp luôn. Và bảo hành cho tất cả các anh chị về mẫu sản phẩm này, phần máy này thì bên em hoàn toàn là bảo hành cho các anh chị là 1 năm đó. Phụ kiện này, phụ kiện đi kèm thêm đó là 3 quả tạ mạ vàng 24K cực kỳ là cao luôn. Các anh chị thấy này, nhìn cực kỳ là sang trọng, rất là đẹp, nhìn rất là sáng. Đây và một thanh lắc này, anh chị thấy này, thanh lắc này luôn 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 là lắc theo mấy ở thời gian, dây đi dây nào đi dây đấy, là thanh lúc nào cũng lắc theo dây, anh chị thấy này đó. Thì mẫu sản phẩm này đây, hiện tại đây, anh chị nào đang quan tâm cũng là mua sắm về cho sản phẩm phòng khách nhà mình thì hãy liên hệ ngay đến số điện thoại của em để trên màn hình là 0333 692 138 đó. Cũng như là các bác nào mà muốn xem về tại địa chỉ thì các bác hãy về tại địa chỉ là thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội. Đây các bác thấy này, em đứng lại này. Rồi em đứng vào cho các bạn xem này. Rồi các bạn thấy này, cực kỳ là to và cao luôn. Đó. Thì video ở đây là hết rồi. Em xin cảm ơn.